nó làm dẹp dẹp để nó ép cái tôm thịt, còn nhân cô là đậu xanh, cô viên tròn được cô gói. Còn bánh gói là bánh dạng vậy nha, cái bánh như vậy gọi là bánh gói nha. Nó giống, nó khác cái bánh giò, là cái bánh giò nó ngắn mà nó cao. Còn bánh gói này của miền Trung gói á, nó dài dài, nó to to thôi. Bột gạo mình xay ra, mình xay ra từ bột tươi á, cái mình quậy sệt sệt á, mình bắt lên bếp mình quấy sệt sệt, cái bắt đầu mình quết ra lá, cái mình xay nhân, cái mình bỏ vô, cái mình gói lại. Ở không nó cũng buồn nên cô cứ làm được tới đâu cô làm. Giờ mình còn sức khỏe mình cứ làm. Ra đây một phần mình xả stress, một phần mình cũng kiếm được thu nhập. Tại vì cô thấy chợ này không có người bán, mà cái món này mình ăn, mình đi ăn mấy chỗ khác mình thấy nó cũng bình dân, với lại nó hợp khẩu vị. Buổi chiều ăn xế chơi nên cô làm cho bạn. Cái vị của cô là làm theo Sài Gòn hơn, giống miền Trung. Miền Trung là ăn mặn, còn cô làm cái vị nước mắm nó lai theo kiểu Sài Gòn, không có mặn như miền Trung. Cô ít khi nghỉ lắm, ngoài trừ trường hợp bất đắc dĩ là nhà ông ngoại bệnh hay gì phải đưa ông ngoại đi khám bệnh gì cô mới nghỉ, còn không là cô không, ít khi nghỉ. Cô tên là Hòa, cô 63 tuổi. Ở đây là có chợ là có cô cũng phải mười mấy hai chục năm rồi đó. Từ 1 giờ là cô có bánh. Còn thời gian thì tùy theo chợ đông. Mà ngày thứ bảy với chủ nhật đông thì cô hết sớm, còn ngày thường thì kéo dài tới 6 giờ. Ở đây là mình 17 sạc 65 chợ Hoàng Hóa Thám, phường 13 Tân Bình. Người Trung thì ta gọi bánh gói hay bánh lá. Trong Nam mình thì ta kêu bánh giò. Người Bắc thì ta gọi bánh tẻ, có cái bánh không mình phải 4 tên. Rồi bánh bèo, bánh nếp trần với lại bánh bột lọc. Tại vì cô thấy chợ này không có người bán, mà cái món này mình ăn, mình đi ăn mấy chỗ khác mình thấy nó cũng bình dân, với lại nó hợp khẩu vị. Buổi chiều ăn xế chơi nên cô làm cho bạn. Mình làm tại nhà mình, làm tại toàn bộ là gia đình cô làm. Trong nhà mình anh chị em đông á, cái mỗi đứa chịu một công đoạn, chứ không phải là tập trung vào một chỗ mà cứ đứa này chịu bánh này, đứa kia chịu bánh kia. Nếu mà dĩa thập cẩm á, của cô là 30 ngàn, là gồm đủ loại bánh phải có trả luôn. Còn bánh bèo á thì 25 ngàn, bột lọc 25, có trả thêm cây trả 4 ngàn, 29, bánh ít thì 5 ngàn cái, tùy theo lượng khách ăn nhiều ít. Bánh này cô nắng ra hình tròn, nhân ở trong là đậu xanh thôi, đậu xanh với lại thịt xay thôi. Còn bánh chỗ khác nó làm dẹp dẹp là nhân tôm thịt, nó làm dẹp dẹp để nó ép cái tôm thịt, còn nhân cô là đậu xanh, cô viên tròn được cô gói. Còn bánh gói là bánh dạng vậy nha, cái bánh như vậy gọi là bánh gói. Nó giống, nó khác cái bánh giò, là cái bánh giò nó ngắn mà nó cao. Còn bánh gói này của miền Trung gói á, nó dài dài, nó to to thôi. Bột gạo mình xay ra, mình xay ra từ bột tươi á, cái mình quậy sệt sệt á, mình bắt lên bếp mình quấy sệt sệt, cái bắt đầu mình quết ra lá, cái mình xay nhân, cái mình bỏ vô, cái mình gói lại. Nhân của nó gồm thịt xay với lại nấm mèo. Nấm mèo mình sắc nhuyễn với lại thịt xay mình xào rồi mình gói trong nó. Bánh nó to, bánh dẹp là bánh nậm. Nếu mà cực nhất với mất nhiều thời gian nhất là bánh bèo. Tại vì cái bánh bèo mình phải lường nước, xong mình ủ bột từ nước nóng qua nước nguội, rồi cho gạo nở đã rồi mình mới hấp. Mà hấp xong phải để nguội mình mới lật được bánh. Còn mình lật nhanh là cái bánh nó ướt, nó chập nhẹp cho bánh. Phải hâm quạt cho nó khô nữa mình mới lấy được bánh ra. Tại mình hấp bằng chén, phải bao nhiêu lượng nước nóng rồi tới nước, rồi lọc ra lắng, rồi cho nước nguội vô luôn. Không, công đoạn là tuy bánh này nó đơn giản nhưng mà nó là bị mất nhiều thời gian nhất. Là mình đổ từng lớp một xong rồi mình phải để nguội mình mới lấy được bánh. Bánh bèo là tôm khô mình ngâm xong mình xay ra, với lại thịt xay mình xào, sệt sệt, xong mình cho tí bột gạo vô cho nó sệt sệt, cái là mình cho hành tiêu vô thôi, gia vị vô thôi. Cái vị của cô là làm theo Sài Gòn hơn, giống miền Trung. Miền Trung là ăn mặn, còn cô làm cái vị nước mắm nó lai theo kiểu Sài Gòn, nó không có mặn như miền Trung. Có người thích ăn nước mắm thì ta ăn, còn những người già thì ta thích ăn không. Tại trong cái vị nó cũng, cái bột cũng được nêm qua muối, nhân thì mình cũng xào vừa ăn. Các bạn trẻ thì
thích ăn bánh đất mắm hành phi cho nó thơm thơm cũng vậy nữa. Nếu mà khách lại ăn á thì tùy theo người, người thích ăn bánh này người thích ăn bánh kia, người mà dễ tính thì cứ gộp vô là thành cẩm y như mấy bạn trẻ bên này vậy á, cứ ăn là được, thưởng thức đủ loại bánh luôn. Người ta khen bánh gói ngon hơn bánh giò, là cái bánh giò là cái bột nó đặc, nó cứng, cái bột nó chỉ hơn cái bánh gói của cô là có cái tiếng cúc, nhưng mà cái bột lại bị cứng hơn bánh gói của cô. Nó cứng nhưng mà nó dai, bột nó cứng hơn, còn cái bột này mình mềm, nó dẻo hơn là cái bánh giò, nên người ta thích ăn hơn bánh giò. Bánh bột lọc là từ bột năng mình làm ra, xào tôm thịt rồi mình bắt thành bánh. Bánh bột thì có máy nó trộn bột rồi nên làm cũng lẹ, máy trộn cũng mau lắm. Chỉ trộn nước sôi xong đổ vào máy là găm thịt là nó quay, cái mình lấy bột ra là mình bắt bánh thôi. Rồi gia vị là hành tím cho nó thơm được. Phần nhiều là ta bán ớt sống, còn cô là cô xã chính của bạn. Mình mua ở chợ là mình mua ớt kiển, xay ra xong về mình phi dầu hành lên cái mình bỏ vào xà chính. Cái thứ nhất là mình để tới chiều nó không có cái mùi ôi tiêu, nó không có xì bọt. Còn người ta bán là để ớt tươi người ta bỏ lên thì nó xì bọt ra chiều, nó nghe cái vị chua chua tiêu tiêu. Còn mình xà chính là để bán một ngày không có bị cái mùi này gì. Tại vì ta thấy nó là lạ, còn xin thêm về nhà. Có người đi xa rồi vẫn trở về để tìm ăn, dọn nhà đi xa lắm luôn, về bên nhà bè lâu lâu cũng nhớ chạy qua, rồi có người về cũng gần bà chịu, tới tuần là nghỉ người ta cũng chạy qua cả. Có mấy bạn Việt Kiều đi xa lâu lâu về thăm nhà cái cũng ghé ra ăn, ở không nó cũng buồn nên cô cứ làm được tới đâu cô làm, giờ mình còn sức khỏe mình cứ làm. Ra đây cũng một phần mình xả stress, một phần mình cũng kiếm được thu nhập để mình trang trải, nên cô cũng chưa có nghĩ tới là mình khi nào mình sẽ nghỉ. Cô ít khi nghỉ lắm, ngoài trừ trường hợp bất đắc dĩ là nhà ông ngoại bệnh hay gì phải đưa ông ngoại đi khám bệnh gì cô mới nghỉ, còn không thì cô ít khi nghỉ.